Xin chào mọi người. Hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ về tử vi thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Mậu Dần, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, thuộc Thanh Long, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ, thuộc chu tước, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, thuộc bạch hổ, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ, thuộc thiên lao, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc nguyên vũ, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc câu trận. Về ngũ hành, ngũ hành nên mệnh thành đầu thổ ngày mậu dần tức chi khắc can nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày hùng về nạp âm thành đầu thổ kỵ tuổi nhâm thân giáp thân ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày dần lục hợp với hợi tam hợp với ngọ và tuất thành họa cục xung với thân hình tỵ hại tỵ phá hợi, và tuyệt giàu về tuổi xung khắc trong ngày tuổi canh thân giáp thân tuổi xung trong tháng tuổi quý Dậu kỷ Dậu ất sửu ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên xá đại cát tốt cho việc tế tự giải oan trừ được các sao xấu chỉ kiên kỵ về động thổ sao thiên phúc tốt mọi việc sao ngụ phú tốt mọi việc sao cát khánh tốt mọi việc sao phổ hộ hay còn gọi là sao hội hộ tốt mọi việc cưới hỏi xuất hành sao phúc hậu tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho sao thanh long hoàng đạo tốt mọi việc sao thiên thủy tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao hoàng sa sáu đối với xuất hành sao ngũ quỷ kỵ về xuất hành. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng chính bắc. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp, thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2021, mời các bạn cùng theo dõi Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho công việc của bạn mệnh tuổi Tý có phần dễ thở hơn trước đó. Với bạn tuổi Tý đang có được nhiều cơ hội hợp tác được mở ra cho bạn nhưng cũng đồng thời bạn sẽ trở nên bận rộn hơn và phải luôn tập trung để nhìn ra những nguy cơ tiềm ẩn ở trong đó và trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tý con đường công danh sự nghiệp của bạn gần đây lúc thăng lúc trầm bạn có thể nhận được kết quả như ý muốn nhưng lại không thể kiểm soát hết những điều có thể xảy đến trong tương lai nếu như cần thiết đừng có ngần ngại xin tư vấn hoặc là lắng nghe kinh nghiệm của những người đi trước, họ sẽ đưa ra giúp cho bạn lời khuyên đáng giá. Trong ngày này với bạn tuổi tí lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy về các mối quan hệ tình cảm của bạn tuổi tí vẫn đang diễn ra rất hài hòa. Bạn mệnh có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình mỗi khi gặp khó khăn, bế tắc, chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc mà thôi. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, công việc trở nên suôn sẻ và dễ thở hơn. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, có nhiều cơ hội hợp tác, cẩn thận với nguy cơ tiềm ẩn. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, con đường công danh, có thăng, có trầm, cần phải Uh, nỗ lực bền bỉ hơn Từ vi tuổi canh tí Thuộc mệnh thổ Đừng có ngần ngại xin lời khuyên Hoặc là những người có kinh nghiệm Đi trước hỗ trợ Từ vi tuổi nham tí Thuộc mệnh mộc Các mối quan hệ về tình cảm Có được sự hài hòa Và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ tư này Sự nghiệp 4 sao Tài lộc 4 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 5 sao. Con số may mắn, số 5, số 7, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. Từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có chính tài năng đỡ, cho nên con đường tài lộc của bạn được cải thiện một cách tích cực hơn. Bạn tuổi Sửu, bạn đang có được nguồn thu nhập vững vàng và chủ yếu đến từ công việc chính của mình và trong ngày hôm nay với bạn tuổi sửu nếu như bạn có ý định gì liên quan tới tiền bạc như là kinh doanh đầu tư bạn mệnh nên tiến hành trong ngày hôm nay sẽ rất thuận lợi cho bạn nữa. bạn mệnh tuổi sửu dễ dàng đưa ra được những quyết định phù hợp hoặc là có người dẫn đường chỉ lối cho bạn để có thể tránh được những rủi ro sai sót xảy ra với mình. Tuy nhiên, về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, cái mối quan hệ giữa bạn với nửa kia lại không được mấy hài hòa vì đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc gây nên. Bạn đang có điểm báo, có chiến tranh lạnh kéo dài khiến cho đôi bên đều cảm thấy mệt mỏi, nhưng chẳng ai chịu là người xuống nước trước. Nếu không muốn tình cảm bị rạn nứt, khó cứu vạn nổi thì với bạn tự xỉu, bạn và người ấy nên có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau để chấm dứt tình trạng ngày ngay lập tức đi. Vài từ vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim, tài lộc có được sự khởi sắc, thu nhập ổn định. Từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy ngày thích hợp để cho bạn tiến hành những kế hoạch liên quan về tiền bạc tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa đầu óc tỉnh táo để đưa ra những quyết định sáng suốt cho mình tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ được quý nhân dẫn đường trị lối để tránh những sai sót tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc tình cảm có sự rạn dạ nứt do chiến tranh lạnh kéo dài và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. tử vi tuổi dần thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi dần xem tử vi cho thấy với bà tuổi dần đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh làm cho bạn đang có điểm báo đây không phải là một ngày may mắn cho bạn với những cảm xúc ngộn ngang khiến cho bạn tuổi dần đang có xu hướng trở nên cứng nhắc và ngang bướng khăng khăng làm mọi chuyện theo ý của mình đó là lý do với bạn tuổi dần dễ gây ra nhiều mâu thuẫn và bất đồng với đồng nghiệp và những người xung quanh. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tín độ công việc và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi dần là bạn hãy học cách cư xử ứng xử khiếu léo và lắng nghe nhiều hơn để không tạo ấn tượng xấu trong mắt mọi người. Bên cạnh đó vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng cái điều này gây ảnh hưởng không hề tốt tới sức khỏe của bạn. Và với bạn tuổi dần, chớ nên chủ quan vì dù là dấu hiệu nhỏ thôi nhưng đó là lúc bạn nên quan tâm tới cơ thể của mình. Nếu cần thiết thì hãy đi thăm khám bác sĩ càng sớm càng tốt để đảm bảo cho cơ thể mình luôn khỏe mạnh mới hoàn thành được công việc mình đang đảm nhận vài từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy cảm xúc bất ổn có nhiều ưu tư từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa khăng khăng làm mọi việc theo ý của mình từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ dễ gây mâu thuẫn và bất đồng với đồng nghiệp từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc nên học cách lắng nghe nhiều hơn từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim chú ý giữ gìn sức khỏe tránh chủ quan với những tín hiệu bất thường của cơ thể. và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh rêu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi tốt. tử vi tuổi mão thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mão, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi mão đang có được sự chia chở của tam hợp cục phù trợ, cho nên bạn tuổi mão gặp được nhiều may mắn khi được quý nhân dìu dắt qua mọi khó khăn, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, với bạn tuổi mão đang có được đào hoa nở rộ đối với những bạn đang còn độc thân thì dễ lọt vào mắt xanh của một người mặt mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu mọi việc cứ thế phát triển một cách thuận lợi trong ngày hôm nay với bạn ngày này đối với những bạn đã có đôi có cặp thì tình cảm càng ngày càng thêm gắn kết với những mâu thuẫn và hiểu lầm trước đó mau chóng được hóa giải mối quan hệ được nâng cấp tình cảm được thăng hoa, đôi lứa bên nhau không rời, thấu hiểu và thông cảm cho nhau nữa rồi. Trái với chuyện tình cảm của bạn tuổi mạo trong ngày hôm nay được suôn xỉa thì cái con đường tài lộc của bạn lại không được thuận lợi như ý muốn khi bạn đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh. Quá mức chủ quan, tin lầm người, trao tiền bạc cho người không đáng tin, sai lầm của bạn mệnh là ở chỗ đó vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy có quý nhân trợ lực khó khăn nào cũng có thể vượt qua tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa đào hoa nở rộ đối với những bạn đang còn độc thân có cơ hội kết đôi tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ đôi lứa mặn nồng hiệu lầm được hóa giải tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc mối quan hệ được nâng cấp tình cảm thăng hoa từ vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, chủ quan nên dễ tin lầm người, khiến tiền bạc bị thất thoát. Về đánh giá của ba tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phụ trợ, tuổi Mùi tuổi tuất tuổi hợi Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho thấy bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có ngũ hành dần thìn tương hội. Cái điều này giúp cho bạn tuổi thìn có thể được cải thiện trong các mối quan hệ xã giao của mình, có phần được tốt đẹp hơn sự nhiệt tình, dám nghĩ dám làm và đặc biệt là năng lực cá nhân xuất chúng của bạn là tiền vốn để cho bạn xây dựng được niềm tin với đồng nghiệp và đối tác. Ngày này, vận trình tình cảm của bạn tuổi thìn cũng càng ngày càng đi lên nhờ vào việc bạn luôn dành thời gian cũng như là công sức để vun viến cho tình yêu của mình dù có bận rộn đến đâu đi chăng nữa có thể nói rất nhiều người đang ghen tị với chuyện tình cảm của hai bạn nữa rồi. Lại thêm trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tử thìn đang gặp được ngày của thiên tài độ mệnh, cho nên bạn tử thìn có thể đón tin vui, tin báo tốt lành về chuyện tiền bạc. Đây không phải là nguồn thu từ công việc chính mà do bạn đầu tư bên ngoài làm thêm việc khác hoặc là được thừa hưởng từ người khác mà có được về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa cải thiện quan hệ xã giao thêm phần được tốt đẹp hơn tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ xây dựng được niềm tin trong mắt đồng nghiệp và đối tác từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc tình cảm đi lên nhờ biết cách vun viến từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim đón tin báo tốt lành về tiền bạc từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy việc kinh doanh đầu tư có thể thu về khoản lợi đáng kể cho bạn và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm Năm sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi tỵ xem tử, tử vi cho thấy với bà tuổi tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cái điều này là nguyên nhân gây ra nhiều chuyện thị phi ở nơi công sở với bạn tuổi tỵ cần phải sẵn sàng đối mặt với những lời đàm tiếu gièm pha từ những người xung quanh đó là những điều đồn đại vô căn cứ cho nên khiến tiêu cho bạn cảm thấy rất chi là ức chế Tuy vậy, với bạn tuổi Tỵ, nếu gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn hãy chú ý cách ứng xử của bản thân, có thể bạn tính bốc đồng sẽ khiến cho bạn sẽ gây thù chúc oán với đồng nghiệp và tệ hơn nữa là kẻ tiểu nhân. Bạn hãy giữ cho đầu óc của mình luôn luôn tỉnh táo và hành động có kiểm soát hơn. May mắn là trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão lại đang có được thực thần chiếu mệnh ở bên giúp cho bạn có được những người bạn chân thành, luôn tin tưởng và sẵn sàng đứng ra để bảo vệ bạn khi cần thiết. Nhờ vậy mà với bạn tuổi mão thêm phần vượng tâm và tập trung làm việc cần thiết của mình thay vì để cho tiểu nhân làm cho mình bị phân tâm. Về tử vi tuổi ất tỵ thì thuộc mệnh hỏa gặp rắc rối vì thị phi, lời gièm pha, trốn công sở. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ phải đối mặt với lời đồn đại vô căn cứ mà không thể thanh minh rõ ràng. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc chú ý cách cư xử khi gặp mâu thuận với đồng nghiệp. Từ vi tuổi canh tỵ thuộc mệnh kim bản tính bốc đồng có thể gây thủ trúc oán khắp nơi. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có những người bạn chân thành, đáng tin cậy sẵn sàng đứng ra để bảo vệ cho bạn. Và đánh giá của bạn tứ tử Tị, trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi tuổi thần Từ vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tử Ngọ xem tử vi cho thấy bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt phù trợ cho nên với bạn trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi công việc dù công việc của bạn có gặp khó khăn đến đâu đi nữa, bạn mạnh tuổi ngọ cũng sẵn sàng bắt tay vào thực hiện. Bạn cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi cảm thấy ai đó đang gặp khó khăn. Và hôm nay, với bạn tuổi ngọ đang có được vận may về tài lộc, cũng đang mỉm cười cho bạn. Bạn may mắn được quý nhân giúp sức Công việc hợp tác làm ăn diễn ra rất chi là thuận lợi, đối tác là người đáng tin cậy và làm ăn sòng phẳng cho nên tiền bạc kiếm được chẳng phải lo phiền hà gì. Trong ngày này với bạn tứ ngọ lại gặp thương quan chiếu mệnh, đây là lời nhắc nhở cho bạn tứ ngọ cần phải chú ý kiểm soát về tình cảm cá nhân của mình. Việc vượt qua giới hạn sẽ gây ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của bạn. Thế nên với bà tuổi ngọa cần phải học cách kiểm soát chính mình, chính những cảm xúc của mình thay vì cứ để cho chúng khiến cho bạn có những hành động bốc đồng, vội vã, vò vập. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim nhiệt tình và hăng hái trong mọi công việc. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa việc hợp tác làm ăn diễn ra có lợi cho bạn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ tìm được đối tác đáng tin cậy kiếm tiền được sung sĩa. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nên kiểm soát tình cảm cá nhân tránh hành động bốc đồng, nông nổi. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tỵ tuổi tốt. tử vi tuổi mùi thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho thấy bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Đây là các thần trong ngày hôm nay giúp cho vận trình của bạn được hanh thông, thuận lợi hơn. Với bạn tuổi mùi đang có được cơ hội kiếm tiền thêm thu nhập, tích góp được một khoản tiền kha khá cho những dự định mà bạn đang ấp ủ bấy lâu. Và với bạn tuổi mùi, thứ mà bạn cần bây giờ là thời cơ chín mùi để cho bạn có thể bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đó. Ngày này, bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có màu khác với thổ, cho thấy sức khỏe của bạn đang dần xuống dốc, có lẽ do áp lực công việc và cả cuộc sống cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, khiến cho bạn tuổi mùi luôn cảm thấy mệt mỏi và uể oải. Với những lúc rảnh thì bạn tuổi mùi nên sắp xếp thời gian tập luyện thể dục thể thao, thường xuyên rèn luyện sẽ giúp cho bạn tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức khỏe hơn. Và ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có cơ hội kiếm thêm tiền thu nhập tiền bạc được dư dả. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy tích góp được một khoản tiền kha khá cho những dự định đã ấp ủ bấy lâu. Từ vi tuổi kỵ mùi thuộc mệnh hỏa cần có cơ hội thích hợp để thực hiện những kế hoạch từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ sức khỏe có dấu hiệu đang xuống dốc do thời gian dài chịu nhiều áp lực từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nên dành thời gian rèn luyện cơ thể thường xuyên để tăng cường sức đề kháng cho mình và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân xem tử vi cho thấy với bạn tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cái điều này làm cho bạn có thể phải chịu nhiều vất vả khổ cực trong công việc trong ngày hôm nay khối lượng công việc khá lớn nhiều vấn đề cần phải giải quyết song bản mệnh tuổi thân buộc phải cáng đáng một mình mà chẳng có ai có thể giúp đỡ được cho bạn khó khăn là vậy, nhưng đây cũng có thể coi là một thách thức để cho bạn tuổi thân có thể nhìn nhận rõ ràng, xem năng lực và sự kiên nhẫn của mình tới mức nào. Và rất có thể cấp trên cũng đang quan sát bạn từ xa để có đánh giá khách quan nhất về bạn. Đừng có vội nạn trí khi vừa mới bắt đầu sóng gió xảy ra. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc cái điều này còn làm cho chuyện tình cảm của bạn với nửa kia đang có dấu hiệu bị dạ nứt, nguội lạnh. Cả hai đang dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp và các mối quan hệ riêng tư mà quên mất phải vun vén cho tình cảm của mình. Yêu nhau nhưng vẫn quá mại mê với những thú vui riêng, đó không phải là sự tự do cá nhân mà hai bạn đang nghĩ đoạn. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, một mình phải đảm nhiệm khối lượng công việc lớn. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, quay cuồng vì nhiều vấn đề, phải giải quyết liên tục. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, khó khăn nhưng đồng thời cũng là thách thức để cho bạn bứt phá. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, đừng có vội nản chí ngay khi vừa mới gặp khó khăn, sóng gió. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tình cảm có dấu hiệu rạn nứt ngội lạnh sau thời gian dài không được vun viến. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tuất. Từ vi tuổi dậu thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu xem tử vi cho thấy là với bạn tuổi Dậu đang có được báo hiệu, bạn trải qua một ngày có được tín hiệu thăng chức tăng quan, nhận thêm tiền thưởng, lương thưởng với mình. Và ngày này với bạn tuổi Dậu đang có được chính quan độ mệnh, do đó là thành quả xứng đáng khi bạn đã nỗ lực và làm việc đến nơi đến chốn có tinh thần học hỏi và cầu tín trong thời gian vừa qua mà thành tích của bạn đạt được ai ai cũng ngưỡng mộ. Với những biểu hiện xuất sắc đó mà bạn tuổi giàu được cấp trên cũng như là đồng nghiệp đánh giá cao về khả năng chuyên môn cũng như là khả năng xã giao, giành được nhiều tình cảm của những người xung quanh, công việc nhờ thế mà thêm phần được tốt đẹp hơn với bạn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tự dậu lại đang gặp ngày có mộc kim xung khắc. Cái điều này làm cho vận trình tình cảm của bạn tự dậu bị ảnh hưởng ít nhiều. Đôi lứa bên nhau lâu ngày, tình cảm dần trở nên phai nhạt khi mọi thứ biến thành thối quyên. Sự quan tâm và yêu thương không được sâu sắc dễ khiến cho một trong hai người sai lòng vì những tình cảm ngoài luồng về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy có cơ hội được thăng quan tiến chức tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa nhận được thành quả xứng đáng sau quá trình nỗ lực hết mình tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc được mọi người quý mến công việc thêm phần suôn sẻ tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, tình cảm phai nhạt, do thiếu đi sự quan tâm và yêu thương. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi tốt. từ vi tuổi Tuất thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi tuất xuyên xem tử vi cho thấy bạn tuổi tuất đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọa tuất phù trợ. Cái điều này làm cho bạn tuổi tuất được thở phào nhẹ nhõm khi mong muốn của bản mệnh trong chuyện tình cảm đã rất dễ trở thành hiện thực. Với bà tuổi tuất, đang có được vận đào hoa nở rộ mang đến cho bạn, đặc biệt là những bạn đang còn độc thân, phát triển mối quan hệ về tình cảm với người mà mình đang tìm hiểu, nhưng bạn cũng cần phải cân nhắc thật kỹ để không hối hận về lựa chọn của mình. Còn đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì có thể đón nhiều hỷ tín, tin vui về bầu bí, bạn cần phải chuẩn bị tinh thần cho những bất ngờ thú vị. Ngoài ra, với bạn tuổi Tuất trong ngày này cũng đang gặp được ngày của thiên tài chiếu mệnh, cái điều này còn giúp cho bạn tuổi Tuất gặp được nhiều may mắn về phương diện tiền bạc. Của cải mọi lúc một nhiều lên khiến cho bạn vui vẻ, lạc quan, phấn chấn hẳn lên. Nhưng với bạn tuổi Tuất cũng nên chú ý tiêu xài hợp lý, đừng có vì vài phút xị diện mà vung tiền quá trán, cái việc kiếm tiền đâu phải là việc dễ dàng chút nào về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa tình cảm được xun xỉa mong ước thành hiện thực tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ đối với những bạn đang quản độc thân nên cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn về tình cảm tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc đối với những bạn đã có gia đình có thể đón tin mừng về bầu bí tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim gặp may mắn về chuyện tiền bạc của cải được dư dả tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, chú ý tiêu xài hợp lý, đừng có vì vài phút xị diện mà vung tiền quá trán. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi dậu. từ vi tuổi hợi thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi hợi xem tử vi cho thấy với bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp phù trợ cho nên bạn đang có được sự may mắn trong ngày hôm nay khi không có điều gì phải lo lắng, bận tâm. Cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi hợi cũng đang rất tốt đẹp giúp cho bạn khá nhiều cho công việc lại thêm tính hòa đồng, vui vẻ, lạc quan, yêu đời, truyền cảm hứng sống cho những người xung quanh. Cũng chính vì lẽ đó mà với bà tuổi hợi được nhiều người yêu mến và giúp đỡ dành cho những tình cảm thân thiết. Mỗi khi bạn gặp khó khăn, bạn lại tìm được người cùng chia sẻ với mình, thậm chí còn được quý nhân nâng đỡ, tương trợ, vượt qua những tình huống bế tắc, không biết phải làm gì. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, dẫn đường chỉ lối cho bạn. Với những thử thách ở phía trước không còn là điều gì quá khó khăn với bạn nữa. Và bạn đã có được sự chủ động thay đổi hướng tiếp cận vấn đề, tìm tòi phương pháp khác nhau cho nên thành quả ngọt ngào là điều mà bạn xứng đáng nhận được. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, quan hệ xã giao có được sự hài hòa, giúp ích cho công việc. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nhận được sự yêu mến và giúp đỡ nhiệt tình của mọi người. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc có được quý nhân tương trợ, vượt qua những tình huống bế tắc. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim dũng cảm đương đầu với thử thách ở phía trước. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy chủ động tìm tòi, khám phá để giải quyết vấn đề. và đánh giá của ba tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.